xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube tin 24 giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất mới nhất trong 24 giờ qua sau đây là nội dung chi tiết triều tiên lên án cuộc tấn công của ukraine vào lãnh thổ nga bộ ngoại giao triều tiên nêu rõ chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công vũ trang vào lãnh thổ nga của chế độ bù nhìn zelensky dưới sự kiểm soát và hỗ trợ của mỹ và phương tây là hành động xâm lược theo Reuters ngày 18 tháng 8, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Triều Tiên đã lên án cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga là hành động khủng bố, không thể dung thứ. Bình Nhưỡng đồng thời cáo buộc Washington và phương Tây hậu thuẫn cho hành động này của Kiev, đồng thời tuyên bố sẽ luôn sát cánh cùng Moscow trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền. Theo KCNA, việc Ukraine tiến vào Nga là sản phẩm của chính sách đối đầu chống Nga của Mỹ. Nước này đã đẩy tình hình đến bờ vực của cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Triều Tiên cáo buộc Mỹ đã chuyển số lượng vũ khí sát thương khủng khiếp cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ, Chúng tôi lên án mạnh mẽ cuộc tấn công vũ trang vào lãnh thổ Nga của chế độ bù nhìn Zelensky dưới sự kiểm soát và hỗ trợ của Mỹ và phương Tây là một hành động xâm lược và khủng bố, không thể tha thứ. Triều Tiên đã nâng cấp đáng kể mối quan hệ với Nga trong năm qua, thông qua hai cuộc gặp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo với cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong mọi lĩnh vực. Coss bị Ukraine tấn công, Nga vẫn không thay đổi mục tiêu ở Donetsk. Sau 13 ngày đưa quân vượt biên giới, quân đội Ukraine chưa đạt được bất cứ mục tiêu nào ở Kursk, trong khi Nga vẫn thắng thế ở vùng Donetsk. Trái ngược hoàn toàn với nhận định của nhiều nhà phân tích, sau 13 ngày kể từ khi quân đội Ukraine vượt qua biên giới tấn công vào Kursk của Nga, Điện Kremlin vẫn chưa có động thái nào cho thấy sẽ đưa các lữ đoàn chủ lực về mặt trận này. Trong khi đó ở mặt trận Donetsk, quân đội Nga vẫn tiếp tục đà thắng lợi của mình và cuộc tấn công vào phòng tuyến của Ukraine không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Nga tiếp tục tiến lên ở Donetsk. Tính tới ngày 16 tháng 8, các mũi tấn công của Nga chỉ còn cách thành phố chiến lược Pokrov chỉ 10 km, buộc chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo các binh sĩ Ukraine, ở Pokrov hầu như không cảm nhận được sự cải thiện kể từ cuộc đột kích vào Kursk. Thành phố Pokrok là trung tâm giao thông nằm trên con đường chính, tuyến đường tiếp tế quan trọng đến các tiền đồn khác của Ukraine trong khu vực. Nếu Nga giành được Pokrok, Ukraine sẽ gặp phải thách thức lớn để giữ vững các mặt trận khác ở Donetsk. Tờ Gazeta Huyboza của Ba Lan cho rằng nếu mục tiêu của KF ở Kurs là buộc Nga phải rút bớt các đơn vị khỏi mặt trận Donetsk thì điều này chưa đạt được. Ở Donbass, Đôn miền đông Ukraine, nơi tình hình khó khăn nhất đối với quân đội Ukraine, chuyên gia quân sự Ukraine Oleg Zanov phân tích số lượng các cuộc tấn công đã giảm 30%. Nhưng quân đội Nga vẫn tiến quân đều đặn gần các hướng Pokrov hoặc là chơi Còn theo cây bút Julia Latnia viết trên tờ Echo, quân đội Nga cho đến nay vẫn chưa hành động mạnh tay hơn Kursk vì họ đang cân nhắc các bước đi phù hợp. Cuộc tiến công vào khu vực Kursk là một thành công chiến thuật của Ukraine. Họ đã đạt được nhiều mục tiêu của mình, nhưng theo tôi, nói rằng đã một tuần trôi qua và Nga vẫn chưa thể làm gì về điều đó là suy nghĩ sai lầm. Một con khủng long không thể quay đầu nhanh chóng. Quân đội Nga làm mọi thứ theo cách khác, bà Latinia phân tích. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cũng đồng tình với quan điểm của bà Latinia và cho rằng không nên quyết định dựa trên cảm xúc hay để thể hiện trong trường hợp này, Kiev đã thực hiện một bước đi rất mạo hiểm và phản tác dụng. Không đời nào Nga dừng các hành động của mình ở những khu vực tiền tuyến mà họ thành công về mặt chiến thuật. Ở đó, họ sẽ tiến công và siết chặt cho tới binh lính cuối cùng bất kể thế nào đi chăng nữa. Nhưng việc tiến vào Kursk có thể buộc Điện Kremlin phải rút quân dự bị từ những khu vực có tầm quan trọng thứ yếu trên tiền tuyến. Chuyên gia quân sự Kostatin Masovets của Ukraine nhận định. Mặc dù giao tranh tiếp diễn, nhưng vùng Kursk nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine hiện nay hầu như không có giá trị về mặt kinh tế hay chiến lược. Trong khi, các căn cứ hậu cần lớn đều nằm xa các khu vực giao tranh và các cuộc tiến công của Ukraine dự kiến sẽ chậm lại khi Nga điều động thêm lực lượng. Ukraine sẽ rút quân khi hậu cần bị bóp nghẹt. Theo chuyên gia quân sự Nga Sergei Izhezko, lực lượng Ukraine ở Kursk sẽ sớm phải rút quân khi các tuyến đường hậu cần của họ không còn, Hiện tại, các mũi tấn công của Ukraine theo phía Nga tuyên bố đã tiến sâu đến 12 km ở vùng giao tranh, dài khoảng 40 km. Dù vậy, hai bên vẫn chưa thiết lập chiến tuyến rõ ràng ở Kursk. Điều này cho thấy quân Ukraine vẫn chưa thể thiết lập các cứ điểm phòng thủ vững chắc trong khu vực, còn phía Nga cũng không thể xác định rõ đối phương đang ở đâu. Trong trường hợp này, nếu Nga mở một cuộc phản công trên quy mô lớn, các mũi tấn công cơ động của Ukraine sẽ bị đánh bật khỏi vị trí hiện tại. Tuy nhiên, câu hỏi được nhiều chuyên gia đưa ra lúc này là tại sao Nga chưa có động thái sẽ phản công ở Kurs. Nhận định về tình huống này, Istesco cho rằng Moscow đang chờ đợi quân đội Ukraine kiệt sức. Điều này sẽ sớm xảy ra nếu nguồn cung hậu cần của Ukraine ở Sumy đến Kurs bị cắt đứt. Lợi thế về không quân là cách giúp Nga sớm bóp nghẹt tuyến hậu cần của Ukraine ở Kurs. Vấn đề nguồn cung đạn dược của Kiev ở mặt trận này sẽ càng trở nên cấp bách khi họ tiến càng sâu vào trong lãnh thổ Nga. Với địa hình ở Sumy, quân đội Ukraine khó có thể che giấu các tuyến đường hậu cần đến Kurs, còn những nơi có thể cất giấu được đều đã nằm trong tầm ngắm của quân đội Nga. Ukraine có thể giữ vững tình trạng tiến công hiện tại ở Kursk trong điều kiện như vậy trong bao lâu. Có vẻ như cánh quân của Nga ở phía Nam vì thế không vội tổ chức phản công, khi việc điều động lực lượng đến khu vực này còn nhiều hạn chế, kể cả việc đưa các đơn vị từ miền đông Ukraine trở về, ông Ischesko phân tích. Theo các nguồn tin nước ngoài, quân đội Nga hiện chỉ có khoảng từ 10 đến 12 tiểu đoàn bộ binh ở mặt trận Kursk. Quân số này không nhiều, thậm chí có phần ít hơn so với lực lượng Ukraine ở Kurs, ước tính khoảng 10.000 quân. Dù vậy, Moscow vẫn chưa có bất cứ động thái nào sẽ chuyển các lữ đoàn chủ lực đến Kurs hoặc một lực lượng đủ lớn để tiến hành một cuộc phản công, dù Moscow có đủ tiềm lực để làm điều này chỉ vài ngày sau khi Ukraine tiến vào Kurs. Điều này đang đi ngược lại với kế hoạch mà Ukraine đề ra. Do đó, Kiev có thể sẽ sớm mở rộng các hướng tấn công khác ở Kursk, để ép Nga phải hành động. Chuyên gia Isersko nhận định, ngoài Kurs, quân đội Nga còn phải bảo vệ một mặt trận khác là Belgros, khi có dấu hiệu gần đây cho thấy Ukraine tập trung quân đến Kharkov. Do đó, Moscow sẽ phải hành động thận trọng nếu không muốn rơi vào thế bị động một khi Kiev tấn công Belgros. Belarus tuyên bố dàn quân giải mìn dọc biên giới với Ukraine. Tổng thống Lukashenko cáo buộc Ukraine triển khai 120.000 quân dọc biên giới với Belarus, tuyên bố Minsk cũng áp dụng biện pháp tương tự để đối phó. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Russia 1 hôm nay, Tổng thống Alexander Lukashenko của Belarus cáo buộc Ukraine đã triển khai 120.000 quân nhân dọc biên giới giữa hai nước. Để đối phó, chúng tôi đã triển khai lực lượng trên toàn biên giới, toàn bộ đường biên cũng được giải mìn với quy mô chưa từng thấy, mọi hành động vượt qua biên giới sẽ dẫn đến những tổn thất lớn ông nói ông lukashenko nói rằng máy bay không người lái uav ukraine cũng liên tục xâm phạm vùng trời phía đông nam belarus chúng tôi đáp trả kiên quyết vì đã quá chăn ngấy tình trạng này phòng không belarus đã phát hiện cảnh báo và bắn hạ nhiều mục tiêu chúng tôi coi đó là hành động xâm phạm lãnh thổ tổng thống belarus cho hay đề cập đến xung đột tại ukraine tổng thống lukashenko tuyên bố belarus đang hỗ trợ đạn pháo và tên lửa cho quân đội nga phương Tây và Ukraine liên tục chỉ trích chúng tôi giúp đỡ Nga. Tại sao Belarus không được làm vậy? Chúng tôi không che giấu điều gì, đang có chiến sự và đồng minh của Belarus tham chiến. Ông nói đồng thời tiết lộ đã cùng phóng viên Nga Olga Skabeva thăm nhà máy sản xuất đạn dược tên lửa để chuyển giao cho Moscow. Ông cũng kêu gọi tiến hành đàm phán chấm dứt chiến sự, nhấn mạnh không bên nào muốn kéo dài xung đột. Câu hỏi quan trọng nhất là bắt đầu đối thoại từ đâu. Điều phù hợp nhất lúc này là nối lại những gì đã kết thúc ở Istanbul, Tổng thống Lukashenko cho hay. Nga và Ukraine đang tiến hành đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ sau khi chiến sự bùng phát, nhưng cuối cùng đã không đạt được thỏa thuận. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev hồi tháng 6 năm 2023 nói rằng Kiev từng sẵn sàng ký thỏa thuận hòa bình với Moscow tại Istanbul, nhưng từ bỏ do sức ép từ Mỹ. Giới chức Ukraine chưa bình luận về phát biểu của ông Lukashenko. Tổng thống Lukashenko, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15 tháng 8 cho rằng Ukraine có thể tấn công Belarus và mở rộng chiến sự. Ông sau đó đã triệu tập cuộc họp với các lãnh đạo quân sự và an ninh, nhấn mạnh Belarus đã chuẩn bị sẵn sàng để chống lại mọi mối đe dọa từ đối phương. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khmenin hôm 16 tháng 8 cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra khiêu khích vũ trang từ Ukraine, nhấn mạnh tình hình vẫn căng thẳng khi các đơn vị đặc nhiệm và tình báo Ukraine đang hoạt động liên tục ở khu vực giáp biên giới Belarus. Chính quyền Tổng thống Lukashenko từng cho phép Nga dùng lãnh thổ Belarus để phát động tấn công vào Kiev hồi tháng 2 năm 2022. Ông Lukashenko hồi tháng 3 năm 2023 tuyên bố sẵn sàng để quân đội Nga một lần nữa sử dụng lãnh thổ Belarus mở chiến dịch nhằm vào Ukraine, đồng thời cảnh báo Minsk sẽ tham chiến trong trường hợp Kiev tấn công nước này.